Tập 18. Nè, tôi không ngại nói cho cô biết, đại ca của tôi là một người sợ vợ như là sợ cọp, cho nên cô lấy Quỳnh ấy nhất định là rất hạnh phúc. Nhưng tôi có thề với Bồ Tát là suốt đời không lấy chồng. Trời ơi, tôi cũng là phụ nữ mà, phụ nữ muốn gì chẳng lẽ tôi không biết hay sao? Phụ nữ muốn gì vậy? Phụ nữ tất nhiên là muốn lấy chồng rồi. Đúng rồi, phụ nữ muốn gì? Phụ nữ chỉ muốn lấy người mình yêu thương thôi, phải không? Tình cảm có thể dung đắp được mà. Cô tin không? Đại ca của tôi lúc còn trẻ tuy không thể sánh với Phan An, nhưng mà có rất nhiều cô nương ái mộ Quỳnh ấy. Quỳnh ấy là vì cái tiêu cục tổ truyền này, cũng là vì tôi, cho nên đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Cho nên tôi muốn đại ca có một tương lai hạnh phúc. Tôi không muốn Quỳnh ấy làm lụng vất vả nửa cuộc đời, đến cuối cùng phải cô quạnh cho đến già. Tiểu Giang à, Tiểu Giang, cô cho Quỳnh ấy một cơ hội đi, tôi cầu xin cô đó. Tiểu Giang, cô cho đại ca tôi một cơ hội đi. Nếu như thật sự không được, sau này bỏ rơi cũng còn kịp mà. Cầu xin đó mà. Tiểu Giang. Được rồi. Thật hả? Vậy chúng ta nói như đinh đóng cột. Đại ca biết rồi nhất định sẽ rất vui mừng. Giờ này không còn sớm nữa, hay là chúng ta đi ngủ trước đi, ngày mai hãy tính ha. Hả? Dễ thôi, rốt cuộc có thể thấy hết rồi. Cô nhất định là tiểu muội của ta. Ây. Sát vô trong, cô qua đây, nhanh lên. Qua đây, qua đây. Đừng vậy mà. Tới nhà rồi. Lại đây. Lại đây nè. Cháy nhà. Cháy nhà rồi. Cháy nhà. Cháy nhà rồi. Có chuyện gì vậy? Hả? Ở đâu bị cháy vậy hả? Đâu biết đâu. Hả? Cháy nhà hả? Ý. Bên kia kìa. Mau đến đó xem đi. Được. Đi đi. Anh ạ. Tôi chết rồi. Mắt mù đó rồi. Ở đằng kia kìa. Mau theo đi. Đi. Tuy rằng kết quả khác với tưởng tượng của tôi, nhưng cũng là thích quá. Hả? Chúng ta chia ra chạy. Chạy đi. Nè, đứng lại. Đằng kia, trời đi ơi. Lẹ lên đi, đi. Trời ơi. Thank you.
Cô nương làm gì vậy? Không phải Tiểu Văn hả? Tiểu Văn? À, cô nói Tiểu Văn làm A Hoàng ở Hoa Phủ hả? Đúng. À, nói như vậy cô quen biết Xá Muội à? Tất nhiên, các người là huynh muội hả? Hèn gì giống nhau như đúc vậy đó. Chúng tôi là Thai Long Phụng. À, lúc nãy xin lỗi nha, tôi có việc phải đi trước. Ê, cô nương, tại hạ... Nè, thật có lỗi, tại hạ mới đến Hàng Châu, đang chuẩn bị đi thăm Xá Muội. Nếu như cô nương thấy tiện, cảm phiền dẫn đường về. Tiện thôi. Không, không tiện, tôi có việc phải làm. Huynh muốn đến Hoa Phủ phải không? Phải. Từ bên này đi sang bên đó, quẹo trái, quẹo phải, qua hai con phố, đi thẳng thì tới rồi, tôi đi trước nha. Ê, nha, cô nương quả là người tốt bụng, vẫn chưa biết quý danh của cô. Trời ơi, cái tên này không cần nhắc đến. Nè, Huynh đi theo tôi làm gì? Tại hạ vừa mới tới đây, gặp phải cô nương tốt bụng chỉ dẫn, trong lòng cảm kích, muốn mời cô nương dùng cơm. Không cần đâu, đa tạ huynh, tôi có việc tôi đi trước. Cô nương, hẹn ngày tái ngộ ha. Quang, hả? À, đang đánh răng hả? À? Sao đi dùng cơm sáng? Lý Hồ Diện, trong giao quấn chỉ có phạt ăn nhiều, đâu có phạt không ăn phải không? Lão già tìm người, đi mau đi. Phụ thân đại nhân, các người đến rồi hả? Quan nghênh. Khá lắm. Được, mời cha vào trong. Tốt, khá lắm. Phụ thân đại nhân, vậy chúng ta đi xem thư pháp nghe. Được. Dạ mời. Lớp này coi như tốt lắm à. Được. Phụ thân à, chúng ta đến kỳ phòng xem nghe. Được. Mời. Đi già, võ nghệ của Tống đốc đại nhân càng ngày càng giỏi rồi nè, cho dù thêm vài người nữa e rằng cũng không phải là đối thủ của huynh đâu. Đường đời là chiếc thang không bậc chó, chỉ cần siêng năng học tập, tài nghệ sẽ càng ngày càng cao. Phải. Tâm đắc học võ của Tống đốc học, các người phải nghiên cứu học hỏi nghe chưa? Yes sir. À, phải siêng năng học tập hả? Cần mẫn học tập. Yes sir.
Nè, không có tiền tới đây làm cái gì? Đi chỗ khác đi, đi. Tôi đã đăng ký học đó. Đây là chỗ học hành của người giàu có, nghe rõ chưa? Xảy ra chuyện gì vậy? Dạ, hắn tới đây quậy phá đó. Tôi không phải đến đây quậy phá, tôi đến đăng ký học mà. Người đến đăng ký à? Có mang theo 50 lượng quý báu danh không? Tôi chỉ có chút ngân lượng này, không đủ 50 lượng. Nhưng mà tôi là một người chăm chỉ học hành, tuyệt đối không lãng phí tâm huyết của các người đâu. Tâm huyết đáng bao nhiêu tiền? Giấy bút mực nghiêng ở đây của chúng tôi đều phải mua bằng tiền đó. Như lần này đến đây, tôi mang theo hy vọng của toàn bộ thôn dân. Xin các người nhận tôi vào học đi, làm ơn đi. Thầy giáo ở đây của chúng tôi cũng mang theo hy vọng của cả nhà đến đây kiếm tiền đó. Người cút đi. Đi đi, vô khác. Nè, cổ nhân nói giáo dục muôn người mà. Vậy ngươi tìm cổ nhân mà bái sư đi. Tôi xa xôi nghìn trùng đến đây cầu học, các người không cho tôi vào học, vậy tôi làm sao về gặp các hương thân phụ lão chứ? Ê, đó là vấn đề của ngươi, không phải ta không giúp ngươi. À, ta nghĩ ra một cách. Thư viện Tứ Duy, loại thư viện nghèo này, nhất định sẽ nhận thứ học trò như ngươi. Hạng người như ngươi còn mơ mộng vào thư viện Robinson này sao? Quý đại à, hả? Xin hỏi thư viện Tứ Duy đi lối nào? Thư viện Tứ Duy hả? Từ đây á, đi qua hai con phố rồi quẹo phải, đi thêm 400-500 bước thì tới. À được, đã tạm. Không có gì. Thế sự mà Dân Nhi à, dạ. Cô quản lý thư viện Tứ Duy của chúng ta càng ngày càng tốt, ta rất hài lòng. Trong đó thì Lưu cũng có công lao khá lớn. Không dám. Trước mắt các người phải sắp xếp học sinh trong thư viện, quan trọng là mở thêm lớp. Dạ. Đồng thời phải tuyển thêm nhiều nhân tài, phải đề cao chất lượng dạ. của thư viện Tứ Duy này. Phải chuẩn bị lực lượng nhân tài thi đua với thư viện Robinson. Dạ. Không câu nệ theo định sẵn. Dạ. Dạ, con xin ghi nhớ. Nè, con về thầy Lưu làm việc đi. Dạ được, được. Dạ. Phải rồi, gọi Võ Nhi đến đây, ta có việc cần tìm. Dạ, phụ thân. Thưa cha, cha gọi con. Lão gia. Hòa Võ. Dạ. Ta bảo con làm bài thơ liên quan đến Dương Chiêu Quân và Mao Viên Thọ đó, làm xong rồi chưa? Con không làm phải không? Dạ không phải. Con con quả thật không biết tiếng thơ. Hoàng, ta thấy người cũng rất giỏi giang, người có học hành không? Dạ, lúc nhỏ có theo cha con học được chút ít thôi. Được, ta thăng chức người làm thư đồng để đôn đốc công tử đọc sách thế nào? Hả? Dạ. Sao vậy? Người không bằng lòng à? Không phải. Vị thiếu gia rất có tư chất, nếu như rèn luyện thêm, sau này chắc chắn sẽ thành tài. Người đó rất đúng, cho nên người phải tận tâm tận lực ha. Dạ. Hòa Võ, lẽ ra có đại ca con và có thầy của thư viện, ta có thể không phải bất cứ thư đồng nào, con đều có thể đọc sách. Sở dĩ như vậy cũng là vì đôn đốc con, hiểu không? Dần thái của một người học giỏi hơn con nữa. Con là công tử của Phủ Thái Sư thì nên khắc khổ cố gắng, không ngừng đề cao bản thân, cuối cùng phải vượt qua hắn. Dạ con hiểu. Còn một tháng nữa thì đến cuộc thi tài nghệ Trung Tây rồi. Nếu như con còn một chút hiếu nghĩa thì con phải nên học tập cho thật tốt, không ngừng đề cao bản thân, ở trong cuộc thi tài nghệ đột nhất cho ta, đừng làm ta mất mặt. Dạ con biết rồi.
Quang, ngươi là thư đồng, ta giao trách nhiệm cho ngươi đôn đốc nó học hành. Nếu như nó không phục tùng ngươi, trực tiếp báo cáo với ta. Quang hiểu rồi. Được rồi, hai người đi đi. Dạ, thưa cha, con đi. Cái gì? Chỗ chúng tôi là thư viện nghèo à? Ờ... Chỗ chúng tôi cao thượng hơn thư viện Robinson rất là nhiều đó. Học phí càng đắt hơn. Ta cho người biết, học sinh họ không nhận, chỗ của chúng tôi cũng sẽ không nhận. Tôi cái gì? Không có tiền thì đi chỗ khác. Người trong thành các người đều là nhỏ mọn cả. Hỡi mở miệng là nói đến tiền. Dạy học như vậy á, quả thật làm nhục thánh hiền đó. Người... Ai nói dạy học mở miệng là nói đến tiền vậy? Là tôi. Ông ta nói, nếu tôi không có học phí, cho dù là nhân tài Đỗ Trạng Nguyên cũng không nhận tôi nhập học. Thầy nói vậy có phải không? Tôi tưởng hắn cố ý phá rối cho nên tôi mới... Lý nào là vậy? Thì chúng tôi không phải nghĩa học, nhưng giáo dục anh tài cũng là mục đích dạy học của chúng ta. Tuy hắn không có tiền, tư chất tốt, cũng có thể nhận hắn vào học. Ta đã có nói với thầy rồi, tại sao còn cử tiếp người ta? Dạ... Thầy Lưu à, tôi đã nói với thầy nhiều lần rồi, dung đắp nhân tài cho quốc gia là việc quan trọng nhất mà. Đó. Sao thầy đối xử với người ta như vậy chứ? Dạ phải. Không có tiền không sao. Người có thể chứng minh người có tiềm chất hiếu học không? À có. Tất cả đều là do tôi viết. Đưa cho ta xem. Tốt, thơ quả đều giỏi. Khá lắm, khá lắm. Phải. Ê, xem kìa. Tuy rằng ngươi ăn mặc áo vải thiệt, nhưng mà vẫn có tài khí. Ngươi nhất định là một nhân tài đáng đào tạo. Tiên sinh quá khen rồi. Đây chính là viện trưởng của chúng tôi đó. Vậy đi. Nhận ngươi vào học. Ngươi... hãy chuẩn bị nhập học đi. Ta sẽ miễn học phí cho ngươi. Đa tạ viện trưởng. Xong rồi, thủ tục nhập học làm xong rồi, ngươi có thể yên tâm ở đây học hành đi, không sao đâu. Tuy rằng học phí được miễn, nhưng mà còn cuộc sống nữa. Tôi muốn tìm việc làm để nhanh chóng trả tiền học phí. Không thành vấn đề, ta sẽ giúp ngươi. Huynh giúp tôi thật sao? Chúng ta là bạn với nhau mà. Huynh chảy bài tâm huyết với tôi, nhưng hôm đó xém chút tôi đã hại chết huynh. Thật là hổ thẹn. Chuyện đã qua rồi, đừng có nhắc nữa. Phải rồi, nghe nói là Thành Tây mở một cái quán tiến cử chuyên giúp người đi tìm việc làm, ngươi có đến đó không? Hôm đó huynh nói tôi là ếch ngồi đáy giếng. Quả thật nói đúng tim đen. Không ngờ tôi tự phong mình là tài tử, nhưng đâu đâu cũng không sánh bằng một thư đồng như huynh. Đâu đâu cũng phải nhờ huynh giúp đỡ. Ngươi là anh hùng gặp nạn, tuyệt đối đừng bao giờ tự xem thường mình. Nếu như người trong thôn biết tôi còn kém hơn một thư đồng, không biết họ phải thương tâm biết mấy. Thực ra thì tài học của ngươi so với những người tự xưng học nhiều thi thơ, ta giỏi hơn nhiều. Sở dĩ ta giỏi hơn ngươi một chút, chính là bởi vì ta là văn nam đệ nhất. Văn nam đệ nhất thư đồng. Nếu như một ngày nào đó tài học của tôi được bằng huynh, tôi mãn nguyện rồi. Sẽ có một ngày, có lẽ chúng ta sẽ trở thành nhân vật lớn lừng danh trên đời. Nếu qua ta có ngày đó thì tốt rồi. Nhưng mà tôi sợ đến lúc đó không có mặt mũi gì gặp phụ lão Sơn Đông. Đến lúc đó tôi sẽ chết để tạ thiên hạ. Hở chút là tìm cái chết à? Không phải là việc làm của đại trưởng phu Nam Tử Hán đâu. Hmm.
Ngươi an toàn hả? Ngươi cũng an toàn hả? Nè, đừng báo quan nha. Ta làm sao báo quan được chứ? Ngươi không báo quan thì được rồi. Còn ta thì phải bắt hai người đi báo quan. Ngươi xem, ba hổ à, làm hết thù hết vía trơn à. Không phải ngươi khóc lóc rồi đi sao? Sao không đi đi? Ta không phải là muốn... Chuyện này... À, à hôm nay Văn Bân, hắn bị cướp đó. Hả? Bị người ta cướp à? Ờ, hả? Sao không đi báo quan? Bởi vì người cướp của ta thật sự là rất là tội nghiệp đó. Nhà của hắn ta 8 nhân khẩu lận. 8 nhân khẩu nghèo rớt mồng tơi luôn á. Mấy ngày không có cơm ăn á, người biết không? Con trai của hắn bệnh rồi, thấy hắn sắp chết rồi, cũng không có tiền xem đại phu nữa. Hắn cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy thôi. Ta nói thật mà, hắn là bị ép buộc đó. Bị ép buộc á. Đúng. Người đó hắn là hậu duệ trung lương, bị người ta bắt ép mới có hậu quả vậy đó. Nếu như là hậu duệ trung lương á thì nên cứu giúp. Vậy chúng ta đến gặp hắn. Không. Chuyện này ta nghĩ không cần đâu. Sao vậy? Tại sao hả? Là bởi vì ta phê bình hắn. Ta nói với hắn, dù ngươi nghèo cũng phải có khí thế. Phải nuôi chi lớn chứ. Hắn nói sau này hắn không còn mặt mũi ở lại Hàng Châu, cho nên hắn đi rồi. Ngươi xem ta lần này nè, chẳng bị thương gì hết á. Đúng rồi. Coi như là có thêm một kinh nghiệm trong cuộc đời nữa thôi, đúng không? Ai bảo hắn là hậu duệ trung lương chứ? Quên hắn đi, hả? Quên đi. Nè. Hai người bên họa bên sướng, cố tạo huyền bí, cấu kết làm càn, lấy ta ra làm trò khỉ phải không? Ba hổ à, ba hổ, ngươi bớt giận đi mà. Ta biết ngươi vẫn còn giận ta, nhưng mà ngươi phải niệm tình. Ngươi là kẻ háo sắc khinh bạn, tốt nhất là biến mất khỏi mặt ta. Không phải các người có chuyện gì vậy? Đi. Điều này không liên quan tới ngươi, ta cho ngươi biết à. Nè đúng rồi, sau này á, nhất cử nhất động của Thu Hương á, ngươi phải canh giữ cho kỹ. Có gì báo ngay cho ba hổ huynh biết nha. Ha. Không phiền hai vị phải đại giá đâu. Tài hạ đã được thăng chức thư đồng qua phủ rồi. Hả? Còn được tùy tiện đi khắp nơi qua phủ nữa. Vậy thì quá tốt rồi. Ngươi từ trong gia đình bậc 4 giải thoát ra ngoài rồi. Thoát ly khổ ải. Bây giờ đã có nhiều cơ hội gần gũi Thu Hương. Đây là đáng chúc mừng đó nha. Phải đó. Chúc mừng. Bảo ta suốt ngày hầu một nhóc con ngốc đọc sách à? Ta đâu có thời gian gần gũi Thu Hương. Các người lại chọc quê ta phải không? Hả? Đi, để chân xuống. Có phụ nữ nào mà làm vậy chứ, hả? Ngồi nghiêm chỉnh. Nè, ta cho người biết nè, từ nay về sau á, phải theo dõi Thu Hương cho thật kỹ càng. Nhất là chức trọng của cô ấy, thì phải báo cáo cho bá hổ huynh biết nghe chưa, hả? Không có vấn đề. Bá hổ huynh, yên tâm đi, để tôi lo cho. Nè, làm gì vậy? Giống đàn bà hay sao? Sao biết cảnh luôn vậy? Ghét quá đi à. Thiệt tình. Xong rồi, đi thôi. Nè, về đây. Nè, ngươi tưởng ngươi là ai, hả? Sao không xách tục thứ gì vậy? Tôi... Thế nào? Xách một món. Có gì đâu mà nhìn, còn không đi. Gì thiếu gia? Đây là điểm tâm của đại phu nhân, bảo thành luôn làm cho thiếu gia ăn đó. Dù là thiếu gia thích được, nhất. Được đó. Thu Hương à, thực ra tôi... Được rồi, chuyện qua đi cũng đã qua đi rồi mà. Lỡ cha thăng chức cũng làm thư đồng, là phúc của huynh, cũng là kết quả cố gắng của bản thân mình thôi. Đừng quên rằng chúng ta đã từng cùng chung sức, làm thật tốt, đừng phụ kỳ vọng của lão gia đối với huynh nha. Cô yên tâm đi, tôi không phụ lòng kỳ vọng của cô đối với tôi nhất định sẽ... Sẽ cái gì? Cầm lấy. Cô đứng đó làm gì? Cầm lấy đi. Đi, nhanh lên. Tạm biệt.
Thế nào, Quang, mở rộng tầm nhìn rồi chứ? Đúng là rất kháng, nhưng không đúng thời cơ. Không đúng thời cơ? Có gì không đúng? À, được rồi, ta không muốn nghe ngươi nói những chuyện thừa nữa. Lỗ tai ta bị lùng bùng rồi. Nè, hay là ta dạy ngươi đánh quyền nhé. Thế nào? Nhị thiếu gia, thiếu gia nên về đọc sách rồi. Nhóc con mở mang rồi chứ, nhóc con. Nè, đọc sách đi. Lấy đi, mau đem nó đi. Hả? Thiếu gia muốn đi đâu vậy? Kế hoạch một năm ở mùa xuân, kế hoạch một ngày ở buổi sáng. Buổi sáng là giờ đọc sách tốt nhất trong một ngày nữa. Nhị thiếu gia muốn làm gì vậy? Ngươi làm gì vậy? Đây chỉ là một sợi dây kia mà. Nhìn rõ chưa? Chỉ là một sợi dây. Tôi còn tưởng là con rắn nữa. Bình sinh tôi sợ nhất là con rắn đó. Đừng có lấy thứ này ra mà dọa tôi, nếu không á phải chịu trách nhiệm đó. À, ngươi muốn ta đọc sách có phải không? Phải. Được, vậy chúng ta đánh cá một ván đi. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ không nói hai lời, thật tình ngồi đây đọc sách. Còn nếu như ngươi thua, thì sau này đừng có lẻ nhảy bên tai ta nữa, được không? Được. Nhưng mà sau này ngươi không được lấy rắn để dọa tôi. Được. Đó, ta chịu ngươi. Vậy nói đi, là cái gì? Tài xỉu, tù tì, đều là thứ tài cán nhỏ mọn thôi. Oh,
Nè, ba cây còn lại ta sẽ quay lưng lại ném. Nè nè, làm như vậy là đảo lộn quy tắc. Nếu như thiếu gia có một cây tên không ném trúng, vậy thì coi như thiếu gia thua đó. Được, ta chịu ngươi. Thế nào, biết lời hại của bổn công tử rồi chứ? Có gì hay ho chứ, còn chưa đấu quýnh tù tì mà. Nếu người biết điều thì tự xin thua trước đi, để tránh da thịt chịu khổ. Buồn cười thiệt đó, xưa nay tôi chưa từng nghe nói là quýnh tù tì da thịt phải chịu đau khổ. Vậy hôm nay bổn công tử cho người mở rộng tầm nhìn. Người phiêu bạc giang hồ làm gì không bị chém, ta chém người hay nhát. Tiếp đi. Người phiêu bạc giang hồ làm gì không bị chém, ta chém người bốn nhát. Tiếp đi. Người phiêu bạc giang hồ làm gì không bị chém, ta chém người bốn nhát. Tiếp tục đi. Được. Người phiêu bạc giang hồ làm gì không bị chém, ta chém người một nha. Gỗ mục chẳng điêu khắc được gì. Đừng quên rằng chúng ta đã từng cùng chung sức. Làm cho tốt, làm cho tốt đi. Ta sẽ đến chỗ lão tướng ngươi để kiện cáo ngươi. Nè ngươi. Đẹp lắm. Thiều đẹp lắm. Thế nào? Vào trống đi. Không dám phải không? Xưa nay ta rất ghét trò báo mừng. Một là bất tài, hai là lấy vui sướng của mình dựng lên sự đau khổ của người khác. Ngươi đừng có ép ta. Ta ép ngươi à? Lúc nãy là ai la hét đòi đến chỗ này vậy? Vô đi, ta cho ngươi can đảm. Thôi được, là ngươi tự rước quả vào thân đó. Ê Chị thiếu gia, sao xuống lớp sớm vậy? Sao gì? Sao mặt thiếu gia không được tốt? Có phải là mệt không? Quan, quý không những với hầu vị thiếu gia học hành cho tốt, mà còn phải chăm sóc sức khỏe cho thiếu gia nữa. Ta chăm sóc hắn. Vậy ai chăm sóc ta đi? Quý nói gì? Hai người làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì chứ? Hai chúng tôi không có gì cả. Chúng tôi muốn nhờ cô làm trọng tài mà thôi. Trọng tài? Quan đệ xuất câu đấu đối liễn, nhị thiếu gia có đồng ý không? Ta không đồng ý. Nếu nhị thiếu gia sợ có thể không đấu, nhưng thiếu gia phải cam tâm chịu thua. Ta nói ngươi là thủ hạ bại tướng, tư cách gì bảo ta cam tâm chịu thua? Vậy thì tại sao nhị thiếu gia không dám đấu? Thôi được, câu đố thì câu đố, đối liễn thì đối liễn, đấu. Tôi nói trước, Thủy Tiên Tử Trì Bích Ngọc Trâm, Phong Tiền Thoại Suốt Thanh Thanh Mạng, xin đối hạ liễn. Tốt, thư lễ của ngươi rất khá.
Thượng liễn của người rất khá. Ngưng mỹ nhân xuyên hồng thiêu hài, Nguyệt Hà Dưỡng Lai bộ bộ kiêu. Đây là danh đối của đại văn hào Tô Đông Pha và muội của ông ta. Vị thiếu gia không học hành cho tốt, làm sao mà biết được chứ? Hả? Ta không học hả? Quan à, ra đề thứ hai đi. Tẩu tảo loạn xài hô thúc buộc. Xin đối Hà Liễn. Nè, câu này cũng khá tốt đó. Ngươi ra câu khá tốt. A tẩu tảo, tẩu tảo. Dì di phá thùng kêu cô đai. Thật là có lỗi. Đây là tác phẩm của tại hạ. Đừng nói là nhị thiếu gia, cho dù là Tống Nhân Kiệt tự xưng đệ nhất tài tử Hàng Châu cũng chưa hẳn đối ra được đâu. Xin tiểu tổ chú ý quy tắc thi đua, không được tiến hành công kích người khác. Ta... bây giờ tiểu số lạc hai không, xin ra đề thứ ba đi. Ta kháng nghị. Dựa vào cái gì chỉ để hắn xuất đề không vậy hả? Kháng nghị rất đúng. Yeah. Và... tôi không dị nghị. Xuất đề đi. Vị thiếu gia xin xuất đề. Xin thính đề. Mũi của con voi là dài nhất, vậy cái mũi dài thứ hai là gì? Xin trưởng thủ trả lời. Hả? Dài thứ hai là gì hả? Là cái gì hả? Vậy là ngươi không trả lời được rồi phải không? Vậy mà cũng gọi là câu đố sao? Ôi trời ơi, có phải là câu đố hay không thì ngươi cứ trả lời đi. Vị thiếu gia nói là gì? Dôi con. Tiếp đi. Được. Một con mèo gặp phải con chuột, tại sao nó bỏ chạy chứ? Thiếu gia nói ngược rồi. Là con chuột gặp con mèo nhanh chân bỏ chạy mà thôi. Ờ, phải. À, ta tuyệt đối không sai. Ngươi nghe ta nói đi. Nói đi. Chẳng hiểu gì cả. Vậy thì thiếu gia nói tại sao? Vậy là ngươi thừa nhận không trả lời được rồi, phải không? Cứ cho là vậy đi. Tổ! Ngươi nghe cho rõ đây, nhớ cho kỹ. Tại sao mèo thấy chuột nhanh chân bỏ chạy? Bởi vì mèo chạy đuổi bắt chuột đó. Cảm ơn, cảm ơn. Là thứ loạn xạ bắt nháo gì đây? Không mèo thì chó, đều là lố bịch, không thể chấp nhận được. Vậy ý của ngươi nói là tao nói tục chứ gì? Nè, vậy ta ra một đề lịch sử nha. Mời. Tháng trong một năm có tháng là 31 ngày, cũng có tháng là 30 ngày. Vậy xin hỏi người, tháng 28 ngày tổng cộng có mấy tháng? Là một tháng, chính là tháng nhuần đó. Ôi cha. Chúc mừng ngươi nha, trả lời sai rồi. Sao vậy? Ngươi nghĩ xem, mỗi tháng đều có 28 ngày. Ta nghĩ ngươi đọc sách nhiều quá bị ngu rồi hả? Thu Hương, công bố xem kết quả thi đấu thế nào. Tỷ số 3-2, thiếu gia thắng. Yeah. Ngươi nói con người này đang sống yên ổn, sao tự nhiên biến mất trên nhân gian vậy? Tìm không thấy nữa, thật đáng đi đâu chứ? Tìm không thấy càng tốt, biết trễ chút thì bị đả kích trễ chút. Chứ sao con người của ngươi không có chút lòng thương người vậy? Nè, điều này chứng tỏ ta có lòng thương người. Nè, nếu hắn biết được là sự kích thích lớn biết mấy, ngươi có biết không hả? Dạ. Ta cho ngươi biết nè, chỗ này có con chuột to lắm á. Đừng sợ, chuột lớn ta cũng có thể giết chết nó mà. Ra đây. Nè, ngươi núp ở trong đó làm gì vậy? Khó nói nên lời đó. Không ngờ ta đường đường là đường bá hổ mà lại thua trong tay của một nhóc con ngốc mất hết thể diện. Đành phải núp trong bóng tối không người mới cảm thấy khỏe hơn được đó. Trời ơi, nè, mày ra đây, ra đây, ra đi đi. Ra đây. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Nè, hôm nay ngươi có gặp Thu Hương không? Không những là có gặp mà còn bêu xấu trước mặt cô ấy nữa. Quả thực là nhà dột còn gặp mưa liên miên. Nè,
Lúc nãy hai người nói ai vậy? Cái gì đã kích? Kích thích cái gì chứ? Ta không nói. Ê, chị Sơn, người nói phải không? Ta nói gì? Người nghe lộn rồi đó. Không có. Ta có nói sao? Nói rồi à? Không thể. Nè nè. Hả? Hai người làm cái quái gì vậy? Sao hai người luôn ở trước mặt ta giấu đầu lòi đuôi? Vậy lấy gì chứ? Thế là dễ khiếp không nói phải không? Nói mau. Không. Chính là Thu Hương và Tống Nhân Kiệt á. Thu Hương và Tống Nhân Kiệt thế nào? Phải làm sao vậy? Điều này. Ta nói. Lẽ ra ta muốn trực tiếp nói cho người biết. Kết quả không tìm được người. Còn hắn không cho ta nói cho người biết á. Ta nói vậy sao? Không phải nói vậy sao? Các người đừng có lôi thôi nữa có được không? Nói đi. Nói mau. Là vậy, hôm nay Thu Hương và Tống Nhân Kiệt gặp nhau. Thu Hương còn tặng cho Tống Nhân Kiệt một chiếc khăn tay. Họ trò chuyện rất vui, họ còn tay nắm trong tay. Quan hệ của họ không bình thường nữa. Vậy nghĩa là... Ê, Bá Hổ à, người tuyệt đối đừng có thiếu suy nghĩ nha. Buông ta ra, ta đi tìm Thu Hương. Nghe ta nói đi mà, bây giờ đã khuya rồi, Thu Hương cũng đã ngủ rồi. Cho dù cô ấy chưa ngủ á, đêm hôm khuya khoắt, người đến chỗ cô ấy không may bị người ta phát hiện phải làm sao? Phải nói chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ ngươi đi tìm Thu Hương cũng đâu có ý nghĩa gì nữa đâu. Đúng đó,